Làm được 20 chiếc bánh truyền thống vị thập cẩm thì mình tốn khoảng là 700 ngàn đồng. Sử dụng cái loại lạp xưởng mà giá thành tương đương khoảng là 180 ngàn một ký. Thì 100 gram của lạp xưởng thì nó có giá là 20 ngàn. Rồi 100 gram hạt dưa thì nó có giá là 18 ngàn. Hoặc là 100 gram xá xíu thì nó có giá là 20 ngàn. Và hơn một chục nguyên liệu khác nữa mà người thợ bánh hoàn toàn có thể chủ động dựa vào chất lượng và túi tiền. Mùa này mình làm thì mình đã nấu nước đường từ mùa trước rồi để cho được cái màu nước đường nó đẹp, cái bánh mình nó sẽ được mềm hơn. Khi tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng, việc làm đầu tiên là pha hỗn hợp gồm 200 gram nước đường, 40 gram dầu bơ và 15 gram bơ đậu phộng, trộn đều và ủ trong một thời gian nhất định. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ bắt đầu xử lý phần nhân. Ví dụ như 20 cái thì ở đây mình sử dụng là mỗi một vị là 100 gram. Và đây, mứt gừng, hạt dưa, trần bì, hành đỏ, mè, mứt hạt sen, xá xíu, chà bông, lạp xưởng. Tùy từng nguyên liệu, chúng ta chọn cách sắc hạt lựu, sắc sợi hay giã nhẹ như thế này. Miễn sao mỗi vị nhân đều tay và tiết kiệm tối đa công sức. Đừng quên đem sấy lòng đỏ trứng muối, mè và hạt dưa. Đây chính là bí quyết để khi ra thành phẩm, nhân bánh có độ thơm giòn hay không đó nhé. Chiếc bánh trung thu truyền thống coi đơn giản nhưng là bản phối nhịp nhàng của gần 20 nguyên liệu. Một chiếc bánh ngon còn quyết định bởi trình tự kết hợp trước sau. Để cho nhân được cái độ kết dính cao, mình có thể cho thêm bột bánh dẻo vào trộn đều lên. Thứ nhất là mình được sự lựa chọn cái phần nhân bên trong. Và thứ hai nữa là mình có thể mình biết được nguồn gốc của sản phẩm mình sử dụng. Sau khi cái phần nước đường chúng ta đem ủ rồi thì chúng ta sẽ đem đi trộn bột. Thường là 20 nghìn một ký thì mình làm được 20 cái thì khoảng là nửa 500 gram bột thì tầm khoảng là 10 ngàn. Lưu ý, dù là giỏ bánh hay nhân bánh, tất cả đều phải cân lượng để các sản phẩm đều tay có thể đóng cùng một khuôn, nướng cùng một mẻ. Đối với cái phần bánh nhân thập cẩm thì chúng ta sẽ cho cái phần bột nó hơi khô một tí xíu để khi mình nướng thì bánh nó sẽ không bị nứt. Hiện tại giờ có những cái nguyên vật liệu và cái khuôn làm bánh rất hiện đại nên là mình làm tại nhà mình nghĩ là nó rất là đơn giản. Vì một cái khuôn mình có dao động tầm khoảng là từ 90 đến 150 ngàn đồng. Mình chăm chút tí xíu thì bánh mình sẽ thành công thôi. Làm bánh trung thu vị truyền thống không khó. Điều quan trọng là làm sao vỏ bánh vừa mềm vừa mỏng, nhân thơm đúng chuẩn và bảo quản được lâu. Cái ý vị của món quà tặng còn được đo bởi một chút ngọt nhẹ mật ong rừng, quyện cùng hương thơm lòng đỏ trứng gà quét lên mặt trên đúng lúc. Những chiếc bánh nhà làm vừa ngon vừa lành vừa tiết kiệm sẽ là món quà tặng vô cùng đặc biệt. Ngày Tết đoàn viên cũng vì vậy càng thêm ý nghĩa tròn đầy.